siêu viện bắn đuổi mục tiêu. Chúng tôi luôn sát cánh cùng nhau. Ai là cô đuổi? Sẵn sàng đương đầu với thách thức. Khỏe, rất khỏe, cực kỳ khỏe. Trong vòng 88 ngày tôi đã đạt danh hiệu MBIT. Bí quyết đơn giản của tôi đó là chịu khó, kiên trì và chăm sóc khách hàng. Các hoạt động như tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cũng như các buổi hội thảo online để gắn kết các thành viên trong nhóm cũng như tạo cơ hội để tiếp cận khách hàng, nâng cao tỷ lệ chốt hợp đồng thành công. Một khi đã quyết tâm, họ dành bao nhiêu tâm huyết để thực hiện